Trời ơi, bữa giờ có cái chương trình mà hả? Có việc gì khó là gọi anh Lâm liền. Miên. Ôi trời ơi. Anh nè. Trời ơi. Tôi lên chương trình anh nói có gì khó là gọi cho anh. Trời ơi, bộ đồ đã giống chú sợi điện rồi. Mà còn đứng ngay cái dây điện nữa. Chị chị mua chua. Thằng em thử mà chị bắt cười quá, chị buôn bán mà chị thái độ quá. Alo Lâm nghe. Chuyện gì khó đã có Dương Lâm. Trình mà hả? Có việc gì khó là gọi anh Lâm liền. Là anh Lâm cứu liền. Lâm ơi, cứu em chuyến này Lâm ơi. Bắt máy đi Lâm ơi. Ôi. Alo Lâm nghe. Alo anh Lâm hả? Ai vậy? Em nè, em đi lạc Lâm ơi. Trời ơi, cứu em đi. Em đang ở chợ mà giờ em không biết đi đường nào ra hết trơn anh Lâm ơi. Trời ơi, mới sáng sớm mà chưa đăng sáng luôn đó. Cứu em đi anh. Thôi, được rồi. Chuyện gì khó, đã có Dương Lâm. Ok anh nha. Việc gì khó là có anh Lâm mà sao từ nãy giờ anh Lâm chưa tới nữa. Miên. Ôi trời ơi. Anh nè. Em ơi, cái chợ bao la sao không đứng mà đứng ngay cái cục điện vậy? Trời ơi. Tôi lên chương trình anh nói có gì khó là gọi cho anh. Trời ơi, bộ đồ đã giống chú thợ điện rồi. Mà còn đứng ngay cái dây điện nữa. Nhưng mà hợp nha. Cái concept này rất là hợp với anh rồi. Chú thợ điện dạ. Dạ cô. Cô bán trái cây may mắn. À, không hiểu chuyện gì xảy ra mà ngày hôm nay kêu anh tới đây vậy? Trời đất ơi, em đi vô đây em bị lạc đường, em đi vòng vòng nãy giờ nên em mới gọi anh nè. Gì? Lạc đường hả? Dạ. Còn được hết. Hả? Còn hả? Không có sản gì hết. Hả? Tại vì anh nói là có gì khó thì gọi cho anh. Ủa cái Google Maps của em đâu? Không có, tự nhiên có anh làm cái gì? Anh lên chương trình này, anh nói là khi nào máy là gọi anh Lê Dương Lâm Đồng Nai. Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm Đồng Nai mở ngoặc liền luôn. Đẹp trai. Ok, nắng quá đi vô đây thì nắng quá. Em tự nhận em là chùm nông sản. Xong trời ơi, tự nhiên em lên em nhân giống anh. Mở ra em nhân giống anh hả? Anh là ai? Anh là ai mà em nhân giống anh? Trái cây. Tự nhiên cái nhân giống anh. Ờ. Lì Minh Tịch, bà chùm nông sản mà lên mạng dỡ cái trái cây ra thúi rình. Đổi cái quần luôn. Vậy đó hả? Có nghĩa là bữa đó review trái cây. Dạ. Xong rồi cái mở ra. Thúi. Thúi hả? Con cà na luôn. Vậy là bây giờ anh em sẽ vô chợ. Dạ. Mình sẽ đi lang thang lên cơ. Để giao lưu với bà con tiểu thương. Dạ. Thế ai mà ế ẩm quá hai mình xà vô bán luôn. Dạ đúng rồi. Để review giúp hai đứa mình. Dạ. Sẵn anh sẽ hướng dẫn em cách mình lựa những loại trái cây ngon, thơm, bổ dưỡng. Thấy không? Xuất sắc đúng không? Thôi đi em ơi. Đi liền, đi. Anh ơi để ừ, đó cơ. Ê, ăn trộm. Dạ. Đi bắt cá đường gì? Lai đây. Dạ. Thấy nhìn buồn quá ha. Vui vẻ lên, bắn cá phải xê rồi lên. Mọi người đại biểu giúp em nha. Xê. Ê hối. Trời chị hai nhớ em không? Trời vui quá không gặp luôn á chị. Trời giỡn như vậy một chút cho vui vậy thân ơi. Ủa sao chạy vậy? Ủa, lên xe luôn. Ờ.
hả cô? Ai biểu lớn chiếm lòng lề đường chi? Tao nói quá mà đứng ra. Mà ngày nào cũng hút vậy. Để lát em vô nói chuyện với mảnh cho. Đâu rồi, đâu rồi? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Không thì đúng rồi mọi người à, cái đó là cái công việc của mấy ảnh thôi. Tại vì thứ nhất á, là mình phải có một cái đường xá dành cho bà con đi. Mình không nên lấn chiếm lòng lề đường, đúng không Miên? Dạ đúng rồi. Để bảo vệ môi trường thật là xanh sạch đẹp, bà con tiểu thương hãy nhớ không được lấn chiếm lòng lề đường, dù chỉ 1 cm. Ra giữa đường rồi. Ra giữa đường. Hồi nãy tôi biết tôi không phụ hoài rồi đó. Đồ quá trời. Cái đường ta đâu phải đường nhà bà đâu, bà ra bà lấn quá à. Nhà đâu? Cái gì? Dạ cái rạch vàng là cái bùng binh người ta rồi chị ơi. Đất ơi. Rồi bây giờ ở đây có rất là nhiều loại trái cây. Em có gọi là đi học trò. Em có đi học trò. Ừ. Ý là cái em có đi học không? À, không em bị kỳ. Quên anh ở bên Hàn Quốc về. Ừ. Là anh nói cứ có đi okay. học trò hay không? Em có đi học trò em nha. Em biết bài vườn cây của má không? Em biết. Má trồng toàn 2, 3. Má trồng toàn những cây cua hả ba? Cây của ba là cây gì? Cây gì cây của ba? Cây dễ thương em mà. Cây em còn cây của ba là nó không ra trái. Anh ơi, khách đi. Đúng anh đặc sản ở miền nào nè? Đặc sản này của Bình Thuận. Hay quá quê em. Đặc sản ở đâu à? Đây là bưởi ai? Bưởi gì ạ? Bưởi năm rồi, quýnh năm rồi. Nhưng đây là bưởi da xanh. Còn cái này trái này hai em, trái để sầu riêng. Hả? Trái sầu riêng. Ừ. Để nó rớt trúng là đầu u đó. Em hỏi vô tri vậy, trái này em không biết trái gì hả? À, em đang thử thách anh mà. Ừ. Đem ăn cầu của Thái Lan nha em nha. Còn mới đi, còn mới đèo. Cô ba đi, xà ba đi, xà ba đôi, còn đập rồi đút tuôn. Cắp cuôn, cắp cuôn. Cắp cuôn. Sao em? Bán cầu này hả? À, 1.2 triệu. 20 bán không? 20 không bán nha. 25 hả? Ừ, ổng bên kia đúng không? Ông này ổng bên kia, ông qua ông hại tôi đúng không? Đúng rồi. À, trời, thấy chưa, thấy chưa? Đúng. Rồi bây giờ mình bé ơi bớt nhìn trai đi cưng tập trung được chúng không? Đây, cái cầu thì đầu tiên mình chọn cái cầu mà vừa tay mình. Dạ. Rồi cái vừa tay chưa? Quá vừa nha. Quá vừa. Mình cảm thấy nó hơi nặng tay. Ờ, vừa nha. Vừa nha, vừa nha. Thì những cái mắt như thế này sẽ bự, nó sẽ nhô lên. À, à giống như vậy đúng không? Còn những cái mắt mà nó lồi xuống, gọi là nó xẹp xuống, dạ, là mắt cầu gọi là nó không có già, thấy không? Dạ. Đó, nó chắp lên, nó không bị dập, không bị úng, không bị màu đen, dạ, mà nó sẽ xanh xanh, vàng vàng, trắng trắng như thế này. Đó là mắt cầu ngon nha. Cứ nhìn cái cuốn là nó sẽ rơi ra ngoài cái thịt, đúng dạ, không? Dạ. Đó là chín rồi nè. Chị. Gì? Anh lay rớt cái cuốn ra luôn rồi. Rớt cái cuốn ra luôn rồi. Đền. Tại vì em thấy mà. Nãy bỏ anh bên xe phường được rồi đó. Cái này đi. Măng cục đi. Em thích mấy cái mà măng măng đồ này kia. Măng măng mà cục cục rồi đúng không? Ờ, dạ. Rồi bây giờ mình sẽ chọn măng cục nha. Nay là mùa măng cục nè. Thì nếu như em đi chợ thì em chọn măng cục em sẽ lựa như thế nào? Em lựa trái bự nha. Trái bự hả? Ừ. Em thích cái gì bự bự lắm. Trái bự như dưa hấu đó nha cưng nha. Ê, ăn cái này bớt lựa trái bự lại. Trái măng cục thì mình đừng có ham bự quá. Dạ. Mình lựa cho nó giòn giòn nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Nó mà vừa tay thôi. Dạ. Với lại cái vỏ nó hơi nhám nhám một xíu. Cái núm đâu, cái núm là nào đâu? Hỏi cười quá. Vậy. Cái núm cuốn của cái trái. Ờ, cái cuốn à. Trời ơi anh dùng từ nhìn. Cái núm cuốn, cuốn núm. Cái núm cuốn. Ừ. Nó phải gọi là nó gọi cái là cái đài núm. Đúng cái đài núm. Ừ. Nó phải dính vào cái trái. Ừ. Đừng có lựa cái trái mà nó chị không ý là minh họa thôi nó rớt ra như vậy đó lần này nó còn xanh xanh mũ thì vàng vàng trái mơ này nó hơi sần sùi một xíu cũng không sao dạ. Tại ta nói là 6 giây nhưng 6 giây vô tốt cũ tí bên ngoài nó xấu nhưng bên trong rất là ngon thấy không mình bóp nó mềm nhiều khi mình bóp nó cứng quá thì nó bị sượng dạ Vậy ở bên ngoài anh đẹp quá trời luôn á thì cũ cũng ghê lắm chồng em cũng vậy nha miệng nữa là mình lật ở đây ra mình đếm coi nè 1, 2, 3, 4, 5, 6 sáu cánh thì nó bên trong là 6 gì ạ 6 muối không tin đúng không không tin nè 3, 6 nè cái này chắc cũng được ủa
Ủa chị, cái trái này nó không có muối nào hết trơn á chị. Ủa, trái sao tét rồi. Không có muối nào chứ, vậy là hồ biến à. Trời ơi, cái này bị hư rồi nè. Ờ, tự nhiên ở trong đây 6 muối vỡ ra không có muối nào hết trơn. Thiệt luôn á. Sợ quá làm cháy nổi anh. Thì cái đó là cái cách chọn măng cục của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đến với quầy chôm chôm nha. Dạ. Chôm chôm này sẽ có hai dạng ngừ đi lựa. Một là cái dạng chôm nhiêu ký. Ngon không? Chân thử nha. Chua, không mua nha. Là cái dạng thứ nhất. Vậy là cái dạng của em đó. Đúng là cái dạng thử mới mua đó. Là dạng của em. Là dạng của em á. Còn cái dạng thứ hai ngại. Ví dụ nhiều khi gái chín chiên rồi ra chợ rồi lột chôm chôm rồi ăn kỳ quá. Dạ. Thì mình nhìn chôm chôm như thế nào để biết trái chôm chôm nó ngon. Thứ nhất là cái gai nó còn màu xanh. Thứ hai là cái trái nó hơi bự một xíu. Ha. Mình bóp nó không bị mềm quá. Dạ. Cũng như không bị cứng quá. Mình bóp nó không xịt nước ra. Dạ. Xịt nước ra là bị gì? Bị ô vàng. Muối. Anh thử con gái em nhìn thì, thử đi. Thì đó nè, nó sẽ như thế này nè. Đó. Thấy không? Ôi nè, nó không có xịt nước nè. Nè, lò qua nè. Đó. Thấy không? Thấy không? Đó, mình ăn thử nè, em trái đi. Em trái. Cái anh thử con trái nè. Đó. Quý. Quý. Cái gì á? Cái gì ngon? Cái gì chị mua chua. Thử nào, thử nào. Thử ví dụ thử. Cái cách mà để mà quả bị ứ nước là chôm chôm chưa ngon. Anh hại em đúng không? Thì đó, cái tính xấu nó vậy đó. Ăn thử nè. Chua quá. Đi từ đây cuối đường là no đúng không? Đúng rồi. Mình sẽ canh cái đường nào mà nhiều cái cây nhất. Dạ. Là mình tới, mình ăn thử. Dạ. Nhưng ví dụ nó ngọt nhưng mà vẫn giữ tâm lý là chua. Phải không? Địa bàn hoạt động là một chợ một lần thôi. Dạ. Rồi cách mình chọn chôm chôm. Thì bây giờ cách lựa giải nó ngon nè. Giải ngon là giải gọi là cái trái nó hơi tròn tròn xíu. Bự xíu. Cái gai thì cái gai nó bị nhẵn hơn xíu. Cái vỏ thì màu hồng. Nó hơi xám xám nhẹ thôi nhưng mà nó không qua cái màu đen nha. Cái cuốn bên trong phải là màu trắng. Mình lột ra. Vậy là ngon nè, thấy không? Cái nước nó mọng như thế này nè. Rất là dễ lột. Dạ. Nhưng mà mình lột là cái lớp lụa bên trong vẫn còn. Dạ. Rồi mình ăn thử. Ngon, dạ nhưng mà dạ ngon, dạ đúng rồi. Dạ đây là ngon thiệt đúng không? Nhưng mà tâm lý vẫn là dở. Ăn cháy đuổi. Cái hộp gì bự dữ vậy? Trời ơi, cái hộp nó bự nè. Trời ơi, buôn bán cái hộp nó bự nè. Không có việc là nói giỡn vậy thôi chứ mình phải mua đồ đàng hoàng như vậy nha. Mấy chị cực khổ, ta nói chợ những cái trái này từ quầy Hưng Yên vô hả? Phải leo lên cây đồ này kia. Đúng, chị tự leo luôn. Chị sẽ bỏ mấy táo đó, phải leo cái dãy đó, phải té xuống còn mấy mốt đó. Thương ghê không? Rồi tiếp theo là gì ạ? Dưa hấu đi, dưa hấu đi. Bây giờ dấu lấy danh một cái dưa hấu đi bé. Đây. Dưa hấu khi mà mình cầm thì sao ạ? Chắc tay. Đúng rồi, chắc tay. Rồi sẽ thải qua như thế này. Mình hiểu diễn thôi, cái này nó không có tác dụng gì hết. Dạ. À, để mình búng vô. Nè em nghe là bịt 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 không? Đã trong ngon nè. Dạ. Còn em nghe là bẹp 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 là thúi. Nè nè nghe không? Bịt 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 nè. Đúng không? Nghe gọi là nó săn chắc lắm. Dạ đúng rồi. Với em dòm cái cuốn nha, cái cuốn dạ. Nó héo, nó nhỏ, nó xoan lại là dưa hấu ngon. Thôi hình như chị không thích mình gõ vô á. Đó mình thôi. Không em thử mà chị bắt cười quá, chị buôn bán mà chị thái độ quá. Chị sao á? Ta vô ta lựa mà. Ờ lựa. Ờ. Thôi chị. Lựa cái khác nha. Đúng vậy, chị này tên là chị Chí Thanh nha quý vị nha. Thì cái sạp của chị là từ chợ Tân Mỹ. Có bà chị mà chân mày mà lẹm lẹm bén bén là bà đã bán đồ thấy thương lắm. Là bà bán đồ chân thật chất phát. Ký nho quá. Ký nho hả? Ký nho quá nha. Nho này ngon quá trời luôn anh, tươi quá trời. Tươi không? Ừ, tươi. Quá trời. Nho ngon quá ha. Ngon. Chị lấy 2 ký nho nha. Nho đâu không bán anh ơi. Ủa tại sao? Nho giả mà bà trưng đây vậy? Hả? Nho giả mà bà trưng đây vậy? Bà làm nãy giờ tôi tư vấn ở đây. Ai giao thiệt trong tủ? À giao thiệt trong tủ. Thợ bị héo. Là bà trưng như vậy là bà nói là nhà bà có nho. Cảm ơn chị Chí Thanh rất là nhiều. Dạ. Em chúc chị cầu tài gặp tài, cầu phước gặp phước. Gia đình giàu có mãn đời và cuộc đời chị vinh hoa phú quý. Trọn đời này và trọn kiếp đời sau. Một cái máy tấm hình. Chụp một tấm hình đúng không? Được chưa? Yeah. Gì vậy? Trời ơi. Ôi, ba chị nha. Dạ, em quá. Giỡn cho, cảm ơn chị. Vui vẻ. Dạ. Dạ. Chị tặng cho. Thôi được rồi chị ơi. Chị. Thôi chị
lấy ký đi. Thôi chị không, chị lấy cái bị. Thôi không, em không có lấy cái này đâu. Dạ. Cái gì? Thôi chị. Thôi. Thôi chị kỳ quá à. Thôi. Nè, để bên đây luôn. Rồi. Anh làm gì sao em không thôi. Rồi. Lần này tha nha. Không có tái phạm nữa nha không? Dạ. Một lần nữa là kêu chị này trở lên vườn. Chở vườn chị. Nha, một lần nữa trở lên vườn luôn nha. Rồi lấy cái vali giùm anh cái. Ý là chị nó tặng em mà. Chị nó tặng em mà. Em có lấy cái gì không mà. Đứng lại. Thôi bây giờ anh thấy bà con này ai cũng dễ thương á. Bây giờ dạ. Mình chơi với bà con một trò chơi gì đó đi. Dạ. Nghe không? Mình giao lưu văn nghệ này nọ. Dạ. Sẵn ở đây có gọi là cái nhà trái cây. Mình chơi gọi là sờ đoán. Sờ. Sờ cái gì anh? Sờ trái cây. À, em tưởng là có vẻ không cô? Trời ơi, cô nhớ con không? Hồi đó cô nhớ con không? Dạ. Nhớ hả? Dạ, hồi đó trong đây. Hồi đó trong sớm hả? Cô ảnh con hoài mà cô không nhớ. Những cái trong đây có tiền lắm cô, để con đeo giùm cho. Em đeo giùm. Rồi bây giờ mình sẽ chơi trò chơi về trái cây nha. Nếu như cô đoán đúng á, mua là giấy số không? Còn nếu như cô thua thì con sẽ lấy hết giấy số của cô. Dạ. Thôi không, không chơi à, không giỡn thôi. Giỡn thôi, giỡn thôi. Chơi vui vẻ thôi, nhắm mắt kỹ nha. Rồi sờ. Hay quá vậy. Rồi xong hay quá, lấy luôn cặp giấy số đi. Thêm trái nữa đi. Thêm một trái nữa đi. Thêm một trái nữa đi. Quay. Quay gì? Trời ơi, hay quá à. Cô này bả Dương Tiễn là sao có mắt thứ ba nha. Quá hay luôn á. Wow, cảm ơn cô, xin chúc mừng cô. Phần thưởng của cô là một chiếc pin điện thoại. Vui vậy thôi. Thôi đi giỡn thôi, muốn số ủng hộ cô đi, cái vui quá. Nhỏ đi. Một. Ê, lấy ra. Ôi dạ. Không ăn cắp gì con. Ôi, cái này là do nó dính vậy thôi chứ con tham thiệt, con tham thiệt. Con tham thiệt. Đây, bây giờ con sẽ bỏ chiếc hộp này. Nếu như chiều hôm nay trúng thì Bảo Lâm sẽ alo đến tất cả mọi nơi để mà có thể giúp đỡ cho bà con. Hợp lý không? Dạ. Rồi, về chuyển khoản sau nha. Dạ. Nói với mẹ trả tiền cho cô đi mẹ. Trời ơi, bà Bích Phượng ơi, bớt ăn rồi. Rồi, hối hối luôn. Giữ luôn đi. Xong bóc ra cọng nữa. Trời, bóc luôn, cọng tôi xỉu liền luôn á. Giờ đi về nghỉ ngơi đúng không? Dạ. Ok, vậy nghỉ ngơi, bye. Trời ơi, con tên gì vậy? Bảo Ngọc. Bảo Ngọc hả? Bảo Ngọc năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vậy hả, con đi đâu mà mua có 4.000 vậy? Trời ơi, không, cái này 3.900 nè, mất hết gốc rồi. 3.900 rồi hả? Bây giờ á, chú Lâm với con chơi trò chơi đi. Còn đi. Không có chơi chúng đi. Rờ dễ lắm. Anh nghĩ luôn nó dễ lắm nè. Rờ vô nè. Rờ trái gì nè. Nhắm lại, nhắm lại. Nè, đó, đúng rồi. Thấy không? Miệng nó không chơi mà mắt chơi. Ok, ok. Đúng rồi, trái gì nè. Trái gì? Trái cam, chính xác chưa nè. Chính xác rồi, trái cốc nha con. Ê, nè. Mà lần này thắng là được lấy là bị lấy 4.000 nha. Gì con, cái gì? Lâu nha, ừ, tiếng này con. Không, bé nó ngủ rồi. Ngủ con ơi, tỉnh dậy. À, không biết đâu, đây là trái khổ qua nha con nha. Rồi, con đã sai rồi, chính vì vậy con đã thua một chiếc xe đạp. Rồi, mới là một chiếc xe đạp. Bây giờ con đi bộ về đi, con đã bị mất chiếc xe đạp rồi. Cái Lâm giận đó nha. Đây, mặn cho con. Hợp lý không? Về cho mẹ trái hũ hoa nữa nè. Xong mình chi, nấu canh nha. Bị mẹ la. Hoặc là đi học và bị một điểm này nọ đó. Alo chú Lâm. Ừ, chú Lâm chửi nha. Chứ đi học một điểm tự đó. Ai mà giúp được một điểm đúng không? Rồi thôi đi con. Nha. Tên gì quên rồi? Bảo Ngọc nha. Học giỏi nha Bảo Ngọc. Hay như vậy là cũng đã mệt ngoài rồi hả? Vui nhưng mà nhiều kiến thức nha. Nhiều kiến thức bổ ích đúng không? Dạ. Thì em thấy ngày hôm nay như thế nào? Vui. Bài học về trái cây đồ, mấy cái mà nhu nhu rồi mấy cái núm cuốn đồ này kia đó. Là rờ là mình chính xác rồi là nha. Có kiến thức đúng không? Rồi, ngày hôm nay cảm ơn em rất là nhiều đã chịu lăn xả với anh nha. Dạ. Chúc em thật là nhiều sức khỏe và kênh của em đạt triệu view. Và càng ngày em được khán giả yêu quý nhiều hơn. Dạ, em lấy giấy của anh đó. Thú vị, chương trình của chúng tôi là chương trình Alo Lâm Nghe. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ trên kênh YouTube của Lê Vũ Lâm. Và 20 giờ trên kênh fanpage của Lê Vũ Lâm. Mong mọi người ủng hộ để chúng tôi có thêm động lực để làm những tập thật là hay tiếp theo để phục vụ tất cả mọi người. Bảo Lâm dạ.
VVB, bà trùm nông sản. Xin chào và hẹn gặp lại. Này yêu giúp tôi nè. Xe xe nôi, xe nôi. Đụng nè, xe đụng nè, xe đụng nè. Thưa quý vị, chúng tôi là hiệp sĩ đường phố. Vừa dạ. bắt được một nữ tặc chuyên ăn chùa ở các chợ trái cây. Cho nên nếu như ai mà thấy gương mặt này, hãy cảnh giác giùm cho em nha. Nó vẫn xin được mấy thiệt, nó vẫn xin được nhỏ này. Quá trời. Không, chỉ tự cho chứ em đâu có xin. Mời chị lên phường ăn. Dạ. Đi.